Đặng dường như đang muốn thu hút nhiều người đầu tư vào tiền ảo DBG trong bối cảnh đồng tiền này đang lao dốc. Trong một thông báo được đăng tải mới đây, ông Hoàng Kim Cương Johnny Đặng khiến nhiều người bất ngờ khi cho biết có kế hoạch ra mắt tựa game Play Tower P2E để người chơi có thể kiếm DBG coin, NFT và các thiết bị đeo Metaverse. Chúng tôi sẽ tạo một tựa game P2E mới, một tựa game chưa từng có. Người dùng sẽ có thể kiếm được DBG coin, NFT và các thiết bị đeo Metaverse. Theo dõi A.Bcoin để tham gia và cập nhật thông tin sớm nhất, thông báo trên Twitter của ông Hoàng Kim Cương Johnny Đặng cho biết. Thời gian qua, hình thức chơi game blockchain để kiếm tiền đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Các game đang thu hút người chơi tại Việt Nam có thể kể đến là XC Infinity, Simber Empire, The Sandbox, Evolution Land, Crypto Blade. Là thể loại trò chơi được xây dựng trên nền tảng blockchain, game blockchain khác biệt so với game truyền thống ở tính phi tập trung. Tài sản trên game được phân bổ giữa các người chơi thay vì được kiểm soát tập trung bởi một máy chủ. Để thu hút người chơi, các tựa game blockchain được phát triển dựa trên hình thức Play Tower P2E, nơi người chơi có thể kiếm tiền từ các vật phẩm trong game. Hiện tại, Play Tower là một đề tài đang được nhiều người quan tâm, bắt đầu từ sự bùng nổ của tựa game đến từ Việt Nam, Axie Infinity. Trước đó, giữa tháng 8 năm 2021, nhiều nhà đầu tư tiền ảo đã đổ xô mua Diamond Boy Coin. DBG, đồng tiền ảo được phát hành bởi ông Hoàng Kim Cương Johnny Đặng. Theo dữ liệu từ CoinGecko, đồng DBG bắt đầu tăng trưởng từ ngày 26 tháng 7 ở mức giá 0,0036 USD và lập đỉnh tại mốc giá 43 USD vào ngày 17 tháng 8, tương đương mức tăng gần 12 lần. Johnny Đặng cho biết, tiền ảo DBG được phát hành nhằm giúp người dùng có thể dễ dàng thanh toán khi mua trang sức từ cửa hàng của ông. Khách hàng cũng được tặng DBG coin sau mỗi giao dịch mua kim cương được xác nhận. Tuy nhiên, sau đó không lâu, đồng tiền này lại quay đầu lao dốc. Trong hội nhóm nhà đầu tư DBG trên Facebook, nhiều người cho biết lỗ vì mua DBG. Tâm trạng hoang mang là những gì nhà đầu tư cảm nhận sau khi đồng tiền số này lao dốc, có người còn thậm chí kêu gọi nghỉ đầu tư. Với động thái mới đây, Johnny Đặng dường như đang muốn thu hút nhiều người đầu tư vào tiền ảo DBG do ông phát hành. Trong hội nhóm nhà đầu tư DBG trên Facebook, nhiều người cho biết cảm thấy hào hứng với thông tin này. Việt Nam đi tiên phong trong lĩnh vực game phi, thiết nghĩ chú Johnny Đặng nên suy nghĩ về việc tuyển đội ngũ dev, developer, lập trình viên. Mới dev cũ làm mất niềm tin nhà đầu tư quá nhiều và vô hình chung làm ảnh hưởng danh dự của chú Johnny Đặng, một người bình luận. Phát triển thêm mảng game hoặc một dự án nào đó thêm mới mong bay được, chỉ dựa vào mua coin cộng bán vé thì phạm vi quá hẹp với người dùng, một người khác chia sẻ.